Nga-Ukraine lên dây cót lực lượng, chuẩn bị đánh lớn ở Kursk. Tình báo Mỹ cảnh báo sự trả thù chết người từ Nga Ứng viên Tổng thống Mỹ bám đuổi xích sao ở các bang chế trường Israel không kích ác nghiệt, hàng chục nghìn người ở Liban vượt biên vào Syria Đại sứ quán Afghanistan tại Anh chính thức đóng cửa Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Báo Giao thông. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, Nga và Ukraine được cho là đang tạm dừng một số hoạt động giao tranh ở vùng Kursk để chuẩn bị cho một trận chiến quy mô lớn. Theo trang tin quân sự Aviapro, việc tạm dừng một số hoạt động giao tranh trên mặt trận quốc vẫn tiếp diễn. Cả Nga và Ukraine đều đang tận dụng khoảng thời gian tạm dừng này để tập hợp lại và tích lũy lực lượng. Nhà phân tích quân sự Zuri Podolyaka cho biết, hiện tại, các hoạt động quân sự chỉ đang diễn ra ở phía nam khu vực Suha, nhưng các hoạt động này không mang tính quyết định đối với diễn biến chung của tình hình chiến sự ở khu vực này. Giới phân tích cho rằng, Nga và Ukraine có thể đang tạm dừng giao tranh để chuẩn bị cho cuộc xung đột quy mô lớn ở Kursk. Nhà phân tích Podolyaka nhận định, cả hai bên đều đang sẵn sàng cho một trận chiến lớn, có khả năng sẽ diễn ra ở phía bắc của các vị trí hiện tại. Các cuộc giao tranh cục bộ trong bối cảnh chuẩn bị này là tín hiệu báo trước trận đánh quy mô lớn mà quân đội Nga và Ukraine đang chuẩn bị. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, các binh sĩ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã tham chiến ở khu vực Kursk và đang cố gắng phối hợp các nhiệm vụ với quân đội chính quy để đầy đủ lực lượng Ukraine. Novaya Agareta Evropi dẫn lời một sĩ quan FSB báo cáo rằng cơ quan an ninh liên bang nga FSB đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng đặc biệt, bao gồm các thành phần của nhóm Alpha và Vimpen đặc biệt tinh nhuệ, xác định và tiêu diệt các nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Kursk. Ukraine đã kìm chân quân nga ở ngoại vi thị trấn Sevastia trong nhiều tháng. Tuy nhiên, chỉ cách đó 32 km về phía nam. Tại Toretsk, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt ngay trong lòng thị trấn. Nga cũng đã tiến sát thị trấn Pokrovsk trong 7 tháng qua, hình thành đường một khúc lồi ở độ sâu khoảng 35 km và độ rộng khoảng 24 km, tạo ra hình thế chiến trường rất phức tạp. Trong khi đó, thị trấn Pokrovsk đang bị Nga oanh tạc hàng ngày. Tất cả các cầu vượt lớn trên các trục đường chính đã bị phá hủy. Giới chức địa phương đang hối thúc khoảng 15.000 cư dân còn lại sử dụng những con đường đất để tháo chạy khỏi đây khi còn có thể. Nga cũng đang dồn ép binh lính Ukraine vào các túi phòng ngự. Tại thị trấn Kurakove, thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk, khói bốc lên từ nhà máy điện. Khói đen cũng bốc lên từ các ngôi làng cận kề. Có thể thấy rõ trong vùng đất bằng, đánh dấu đà tiếng của quân đội Nga tại đây. Tại Uleda, thị trấn mỏ nằm ở nơi giáp danh giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia. Nga cũng đang giành được thêm đất tiến quanh thị trấn từ phía đông bắc. Gần đây, quân Nga đã đẩy được lính Ukraine ra khỏi hai mỏ dùng làm căn cứ, làm tăng khả năng thị trấn này sớm rơi vào tay quân Nga. Theo tờ New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo rằng, Moscow có thể trả đũa trực tiếp những người ủng hộ phương Tây của Kiev nếu họ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Theo đánh giá tình báo được tờ báo trích dẫn, các nhà phân tích tin rằng ngay cả khi Ukraine được phép sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp một cách tự do. Điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc xung đột do số lượng tên lửa hạn chế. Cũng theo đánh giá, các phản ứng tiềm tàng của Nga có thể bao gồm từ các hành động gia tăng đột phá và phá hoại nhắm vào các cơ sở ở châu Âu cho đến các cuộc tấn công có thể gây khả năng tử vong cho các căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu. Các quan chức Mỹ được cho là tin rằng nếu Moscow quyết định trả đũa, họ có khả năng sẽ thực hiện bí mật thay vì thông qua các cuộc tấn công công khai để giảm nguy cơ xảy ra xung đột rộng lớn hơn. Trong một diễn biến đáng chú ý, sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã được hỏi liệu ông có đồng ý rằng không có cách nào để chấm dứt xung đột mà không cần Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga hay không. Trả lời câu hỏi, ông Kirby cho biết quyết định việc có nhượng đất cho Nga hay không và khi nào nhượng là do tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Kirby cho biết, chính quyền Mỹ chỉ tập trung vào việc đảm bảo rằng Ukraine có những gì cần thiết để thành công trên chiến trường thay vì tham gia vào trò chơi suy nghĩ ra các kịch bản thay thế và nói rằng có thể chúng ta có thể thuyết phục Zelensky đổi cái này lấy cái kia. Ông Kirby cũng xác nhận rằng tổng thống Biden rất muốn thấy chiến tranh kết thúc càng sớm càng tốt nhưng nhấn mạnh rằng Kyiv không nhận chỉ đạo từ Nhà trắng về cách thức các cuộc đàm phán hòa bình nên diễn ra. Các chi tiết kế hoạch chưa được công bố, nhưng ông Kirby cho biết, đề xuất bao gồm các sáng kiến, bước đi và mục tiêu mà ông Zelensky tin rằng có thể chấm dứt xung đột và dân đe Moscow trong tương lai. Cập nhật những diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Thưa quý vị, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris đang nhận được tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau ở ba bang chiến trường quan trọng gồm Arizona, Georgia và North Carolina các cuộc thăm dò do Marie Curie thực hiện và công bố ngày 26 tháng 9 cho thấy, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ là 49% từ những cử tri tiềm năng ở bang North Carolina. Ở hai bang Arizona và Georgia, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ dẫn trước 1% so với đối thủ bên Đảng Dân chủ với 50% cử tri tiềm năng ở cả hai bang cho biết họ sẽ ủng hộ ông, trong khi 49% nghiêng về bà Harris. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, bao gồm 4.643 cử tri đã đăng ký trên cả ba bang. Tất cả những người được hỏi đều cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11 và 91% bày tỏ sự chắc chắn về lựa chọn của mình. Ba bang này có tổng cộng 43 phiếu đại cử tri. Ông Trump đã giành chiến thắng tại North Carolina trong cả hai cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2020. Ông cũng đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton ở Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng đã để thua ở cả hai bang này trước Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Đánh dấu lần đầu tiên một ứng cử viên đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại Georgia kể từ năm 1992. Ông Trump đã phản bác kết quả bầu cử ở Georgia, cáo buộc rằng cuộc bỏ phiếu đã bị ra lận. Cáo buộc này đã bị nhiều quan chức của bang bác bỏ. về vụ bị ám sát hụt lần thứ hai, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã khôn ngoan đề cao bản thân khi tuyên bố chỉ Tổng thống có tầm ảnh hưởng mới bị bắn. Theo báo chí Mỹ, hệ quả từ cuộc ám sát hụt nhằm vào ông Trump lần hai chưa đem lại những điểm cộng lớn cho cựu Tổng thống trong con mắt quảng đại cử tri Mỹ. Nhưng ít nhất, nó cũng giúp ông Trump chấm dứt những tuần u ám gần đây. Đặc biệt, đà thăng tiến nhanh của bà Harris đã bị chậm lại, kể cả ở các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania hay Michigan và Wisconsin mà nếu ứng viên nào không giành thắng lợi được ở ba nơi này sẽ không thể trở thành chủ nhân Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo. Về phần mình, ông Trump cho rằng điều đó làm nổi bật hình ảnh cá nhân ông, chứ không phải là chính sách của ông chủ trương theo đuổi, là nạn nhân của một cuộc săn lùng phù thủy từ các luận điểm tuyên truyền tiêu cực không ngừng nghỉ của Đảng Dân Chủ và một bộ phận đáng kể trong giới truyền thông, ít ra là trong thời điểm ngắn hạn ngay sau vụ ám sát hụt. Nhờ đó, ông rất có thể sẽ tranh thủ được thêm một bộ phận không nhỏ cử tri Mỹ, nhất là những người trung lập và phản đối bạo lực. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Bộ Y tế Liban cho biết quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào thị trấn Seba, phía đông nam Liban khiến 9 người thiệt mạng. Các nguồn tin quân sự ở Liban cho hay, một máy bay chiến đấu của Israel đã bắn hai tên lửa không đối đất vào một ngôi nhà ở thị trấn Seba, khiến 9 người trong một gia đình thiệt mạng. Trong sáng ngày 27 tháng 9, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 39 cuộc không kích vào miền nam Liban và 30 cuộc không kích vào miền đông phá hủy khoảng 80 ngôi nhà và một trạm nhiên liệu, đồng thời làm hư hại mạng lưới điện. Trong khi đó, cơ quan thông tấn quốc gia Liban đưa tin, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một cuộc không kích trên diện rộng từ nửa đêm 26 tháng 9, chủ yếu ở thành phố Nabatieh. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam bang trong 24 giờ qua đã làm 49 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương. Trong bối cảnh xung đột Hezbollah Israel leo thang, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 27 tháng 9 cho biết, 30.000 người ở Liban đã vượt biên vào Syria trong 72 giờ qua. Trong số những người vượt biên, khoảng 80% là người Syria và 20% là người Liban. Ngoài ra, trong số đó, khoảng một nửa là trẻ em và thanh thiếu niên. Số lượng nam giới vượt biên ít hơn phụ nữ. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 27 tháng 9 tuyên bố đã tiêu diệt một số chiến binh cấp cao của Hezbollah, trong đó có phó chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào này. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel nhấn mạnh, sau đợt tấn công tại khu vực Beirut hôm 24 tháng 9, trong đó Ibrahim Mohammad Qabisi, chỉ huy lực lượng tên lửa của Hezbollah bị tiêu diệt. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết, một số thành viên cấp cao của Hezbollah cũng bị tiêu diệt như phó chỉ huy của Qabisi, Abad Ibrahim Safa Andin, một thành viên cấp cao trong đơn vị tên lửa đất đối đất của Hezbollah, là Fuad Safid Khan Kanafe cũng bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel. Cùng ngày 27 tháng 9, lực lượng Hezbollah tại Liban cho biết đã bắn nhiều tên lửa vào thành phố Tiberias của Israel. Hezbollah nói rõ lực lượng này đang đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào một số vùng ở Liban. Quân đội Israel cũng xác nhận đã có nhiều thiết bị bay không người lái và đạn pháo từ hướng Liban bay vào nước này. Trong tuần qua, Israel đã thực hiện chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý, Đại sứ quán Afghanistan tại London đã đóng cửa vào ngày 27 tháng 9 sau khi chính quyền Taliban thông báo cắt đứt quan hệ với các cơ quan ngoại giao do chính phủ tiền nhiệm ở Kabul thành lập và sa thải nhân viên người Anh của cơ quan này. Chia sẻ trên mạng xã hội hồi đầu tháng 9, Đại sứ Afghanistan tại Anh Jamai Rasul cho biết, Đại sứ quán sẽ đóng cửa vào ngày 27 tháng 9 theo yêu cầu chính thức của nước sở tại. Theo thông báo trên trang web chính thức, bộ phận lãnh sự của đại sứ quán Afghanistan ở London đã đóng cửa vào ngày 20 tháng 9. Về phần mình, chính phủ Anh phủ nhận có liên quan đến quyết định này. Đến nay, Anh chưa công nhận chính quyền Taliban là hợp pháp và không có quan hệ ngoại giao chính thức với nước này. Tuy nhiên, cũng giống Mỹ và Liên minh châu Âu EU, London cũng nhận thấy không có giải pháp thay thế nào cho việc hợp tác thực tế với chính quyền hiện tại của Afghanistan. Phái đoàn Ngoại giao Anh phụ trách quan hệ với Afghanistan hiện có trụ sở tại Doha. Ngày 27 tháng 9, sau khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ, bão Helene đã suy yếu, song nhà chức trách cảnh báo cơn bão vẫn cực kỳ nguy hiểm khi gây ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC cho biết, bão đã càn quét ở bang Florida và Georgia, đồng thời cảnh báo người dân tránh ra ngoài do mưa bão và gió mạnh. Sau khi tràn vào bờ biển phía đông nam nước Mỹ, bão Helene mạnh cấp 4 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, đã suy yếu xuống cấp 1 với tốc độ gió duy trì ở mức 145 km h Hơn 1,1 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại bang Florida đã phải chịu cảnh mất điện. Trong khi đó, con số này cũng lên tới hơn 90.000 ngôi nhà và doanh nghiệp tại bang Georgia khi bão Helene di chuyển lên phía Bắc. Hơn 55 triệu người dân Mỹ vẫn đang trong tình trạng cảnh báo về thời tiết, với nguy cơ lốc xoáy tại các khu vực phía Bắc bang Florida Georgia, North Carolina và South Carolina. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người dân ở trên hoặc gần đường đi của bão Helene cần chú ý cảnh báo của chính quyền địa phương và tuân thủ công tác sơ tán phòng tránh bão. NHC cảnh báo, một số khu vực có thể đối diện với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng khi lượng mưa có thể lên đến 510mm, cùng với đó là nguy cơ sạt lở đất tại phía nam dãy núi Appalachia. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay, khu vực này có thể chịu ảnh hưởng lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, với mức độ chưa từng có trong hơn một thế kỷ qua. Trả lời phỏng vấn, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Danny Griswell nêu rõ, bão Helene có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều bang từ Florida đến tận Tennessee. Người dân Florida đã được cảnh báo về tình trạng ngập lụt. Giám đốc NHC Mike Brennan cho biết, mực nước có thể dâng cao từ 4 đến 6 mét lên tận nóc ngôi nhà 2 tầng. Tại khu vực ven biển bang Florida, sóng có thể dâng lên nhanh chóng, phá hủy nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã huy động và yêu cầu hàng nghìn thành viên vệ binh quốc gia sẵn sàng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ông cũng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cơn bão Helene và kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn tính mạng. Helene có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong một năm qua. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng sức mạnh của các cơn bão. Nhiệt độ nước biển ấm lên là một trong những nguyên nhân khiến các cơn bão tăng cấp độ nhanh chóng thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo giao thông cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại